chạy thử chưa? Bây giờ chúng ta chơi như này nhá. Bây giờ thôi rồi, chúng ta quay trở về vị trí ban đầu này để chúng ta phổ biến luật chơi này. Một đội tham gia và một đội kéo cho đội tham gia. Xong là chúng ta tính theo thời gian. Đội làm nhanh nhất thì đội sẽ được chiến thắng. Anh chị nhá. Bây giờ đội anh Thịnh tham gia trước thì đội của anh kia kéo. Và đội kia kéo và đội kia kéo thì đội anh Thịnh ra nhá. Bây giờ chúng ta quay trở về điểm bắt đầu nhá. Với cả ông gì S6 lên thì anh kéo. Vâng, bao đoạn của anh Thịnh tham gia rồi. Các thành viên là chúng ta cố gắng ạ. Rồi. Kéo đây. Bây giờ bắt đầu cho chúng ta sẽ chấm theo thời gian nhé. Đội nào mà trong khoảng thời gian nhanh nhất hết số thành viên.